Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa trong ngày mùng 2 Tết này mời gọi chúng ta hãy thảo kính đối với cha mẹ của mình. Đó là điều phải nghĩa và đó là điều cần tuân giữ. Mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Bấy giờ có mấy người Pha-ri-siêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Người trả lời: Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: Ai nói với cha mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Những kẻ đạo đức giả kia, ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông rằng: Dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Quê hương là gì hỡi mẹ mà cô giáo dạy phải yêu? Quê hương là gì hỡi mẹ mà ai đi xa cũng phải nhớ nhiều? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có lẽ giờ này đây những ai đi xa cũng đã trở về quê hương để đoàn tụ, để cùng ăn Tết với gia đình mình. Hay có những người vì hoàn cảnh chưa thể về được thì giờ này cũng đang hướng lòng về quê hương với niềm khát mong và tâm trạng bùi ngùi khó tả. Quê hương, hai tiếng thật thân thương, đó là nơi chôn rau cắt rốn, nơi đó có mẹ, có cha, nơi đó có anh em bạn bè và nơi đó đầy ắp những kỷ niệm của cả một thời thơ ấu. Đó là nơi ta xuất phát. Theo truyền thống thật tốt đẹp của người Việt Nam chúng ta, Tết là ngày đoàn tụ gia đình, Tết là ngày để những người làm ăn xa quê trở về với quê hương, để ông bà sum vầy bên con cháu, để tiếng nói nụ cười vang lên trong các mái ấm, để mùa xuân yêu thương tràn ngập khắp muôn phương. Đặc biệt, đối với Giáo hội Việt Nam, ngày mùng 2 Tết được dành riêng để kính nhớ ông bà tổ tiên. Ngày hôm nay, các nghĩa trang công giáo lại lung linh với ánh đèn ánh nến, những nén hương trầm lại được các cháu con thắp lên tại nơi an nghỉ của tổ tiên để tưởng nhớ đến các ngài. Một bầu khí linh thiêng nhưng lại bùi ngùi xúc động ngập tràn. Hôm nay, Giáo hội đặc biệt nhắc nhở chúng ta về điều răn thứ tư. Điều này đã được ghi trong đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe. Ngươi hãy thảo kính cha mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Đó là điều cần phải ghi nhớ và chữ hiếu luôn phải đặt lên hàng đầu. Vì thế, sau ba điều dạy về việc thờ phượng Thiên Chúa, thì điều răn thứ tư liền dạy về việc thảo kính đối với cha mẹ. Giáo hội dạy rằng, phải thảo hiếu với cha mẹ khi còn sống cũng như khi đã qua đời. Điều này được giải thích như sau. Phải vâng lời cha mẹ khi ta còn nhỏ, phải để tâm lắng nghe những lời nhủ khuyên của các ngài lúc ta trưởng thành. Phải chăm sóc giúp đỡ các ngài khi các ngài già yếu và phải lo mai táng cầu nguyện xin lễ cho các ngài khi các ngài đã qua đời. Đó, chúng ta phải hiếu thảo với cha mẹ trong suốt cuộc đời của chúng ta. Phải hiếu thảo với các ngài không chỉ khi còn sống mà cả khi các ngài đã qua đời. Sách Huấn Ca đã dạy rằng,
Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích chữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng kính Đức Chúa sẽ làm mẹ an lòng. Người đó phục vụ các bậc sinh thành như phục vụ chủ nhân. Hãy thảo kính cha con bằng lời nói việc làm, để nhờ người mà con được chúc phúc. Con ơi, hãy săn sóc cha con khi người đến tuổi già. Bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi. Người có lũ lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh dễ người. Vì lòng hiếu nghĩa với cha con sẽ không bị quên lãng và sẽ đền bù tội lỗi cho con. Thưa quý ông bà và anh chị em, đó là những điều mà người làm con phải tuân giữ, và đó cũng là ý nghĩa của ngày mùng 2 Tết hôm nay. Trong những ngày xuân này, khi trở về quê hương, khi sum vầy cùng gia đình, khi kính nhớ các bậc tổ tiên, thì chúng ta hãy hướng về quê hương thật của chúng ta ở trên trời, nơi đó có Thiên Chúa là Cha, nơi đó có niềm vui bất tận cùng cộng đoàn các thánh, nơi đó mới chính là nguồn của chúng ta xuất phát, nơi đó Thiên Chúa đang dang rộng vòng tay chờ đón những người con của Ngài trở về để hòa chung trong mùa xuân vĩnh cửu. Để được như vậy, xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta biết sống những ngày xuân này thật ý nghĩa, để cùng hướng về một mùa xuân vĩnh cửu trên thiên quốc. Amen.